131 không 130 cũng được. À, xong rồi số 2. Thì là số 4. Thế thôi. Thế là cái giãn đồng tử thế thôi. Sau đó ta mới làm cái pháp đồ cộng cho nó này. Có hai pháp đồ mà, một pháp đồ nhẹ, một pháp đồ mạnh. Tôi làm pháp đồ nhẹ trước cho các vị xem này. 34. Trong sách có mà, các vị ghi làm gì? Trong cuốn thời gian chẳng có. Nhưng mà thích ghi của thầy chắc nhiều hơn. 6 nhé. Xong là 34 trở lại. Ghi thì cứ ghi, nhưng tôi biết là mình tôi làm đúng như sách đó, chứ đừng sai thế nào. Nào. 1 này. 127. 267. 130. số 3. 15. Huyệt ế minh sau tai đây. 15. Không phải, không phải 15. Bao nhiêu thầy? Đây, huyệt ế minh. Ế minh ạ. Đây. Đây. Thứ hai ngay sát sau bốn hướng cho thầy. Vâng ạ. Đấy. Xong đến 13 và 73. Làm luôn hai bên này cho nó nhanh chứ mà. 13 3 65 100 131 130 267 quay trở lại 34 65 267 358 423 267. Thế là hết bài cận. Nhưng mà trong pháp đồ tôi còn viết thêm cái nữa là 180 phong kỳ. Phong kỳ hợp cốc. Ba cái huyệt sau này là để chữa loạn thị. Cứ kêu ầm nên là loạn thị. Loạn thị chứa có thế thôi. Mà đã cho sẵn là trong pháp đồ cận thị rồi. Cứ thế mà làm đi. Còn mình sẽ bỏ cả loạn cả cận. Cận loạn là mấy độ trở lên đúng không? Mấy độ rồi nó cũng biết. Không có gì quan trọng cả. Cái loạn chữa rất dễ mà có 180 này. Hợp cốc phong trì có thế thôi. Cho một cái vào. Thì đấy là dùng lăn ạ. Lăn. Đây nó cao. Đôi mất số 6. Cái này thì mình dùng cái lăn lạc cũng được ạ. Lăn nó cao. Thế đi ăn thì không tác dụng bằng cái này. Lăn đồng. Thằng này cũng thế là đổi mất số 1 nhá. Ở giữa cái ngón út này nha. Đổi mắt thứ hai đây này, để mi trên, để mi dưới, quá rõ. Bảo, cháu có nhìn thấy không? Có. Cái này con tự làm được. Thế giơ tay nộp ạ.